Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Vào thứ sáu tuần thánh, sau giờ suy tôn thánh giá trọng thể tại đền thánh Thiên Đạo Quần Phương, thì nơi đây sẽ diễn ra cuộc rước diễn nguyện hành trình chịu khổ nạn của Chúa Giêsu. Đây là một truyền thống có từ xa xưa, giúp cho các tín hữu tham gia đoàn rước như được hòa mình vào hành trình chịu khổ nạn của Chúa Giêsu. Cuộc rước gồm hai đoàn kể lại cái sự tích mà Chúa Giêsu trong hành trình chịu khổ nạn gặp lại Đức Mẹ. Đoàn rước thứ nhất gồm có Thánh Gioan và Đức Chúa Giêsu xuất phát từ trong nhà thờ ra. Và đoàn rước thứ hai gồm có Đức Mẹ và Thánh Anna xuất phát từ phía đền thánh Từ Đạo. Thì trong hành trình Chúa Giêsu bị bắt và chịu vác thập giá, thì Thánh Gioan chính là người đến báo cho Đức Mẹ và Thánh Anna. Thì đây là cuộc rước tái hiện lại cái hành trình Chúa Giêsu chịu khổ nạn và khi Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu. Mời quý anh chị các bạn cùng xem cuộc rước diễn nguyện hành trình chịu khổ nạn của Chúa Giêsu tại giáo xứ đền thánh Thiên Đạo Quần Phương vào chiều thứ sáu tuần thánh. Làm ra hy sinh nằm trên thánh giá ngước nhìn lên cao đau thương thân này nào con xa chi mà sao không thấy mắt hiền cha yêu ước xin một điều đừng nỡ bỏ còn trao dâm đắng lưỡi đồng đâm thâu thốt ra từng lời làm nát tim sâu phàm nhân có thấu nỗi lòng ta yêu bao nhiêu tội tình mình ta gánh thay mà sao nhân thế ai người đâu hay mong một ngày hiểu thấu tình sâu
đậm chiều thánh giá ngút ngàn thương đau. Nhân gian vô tình nào đâu xót thương, còn trao dâm đắng lưỡi đồng đâm thâu, thốt ra từng lời làm nát tim sâu. Phàm nhân có thấu nỗi lòng ta yêu, bao nhiêu tội tình mình ta gánh thay, mà sao nhân thế ai người đâu hay. Ước mong một ngày hiểu thấu tình sâu. Nguyện thành của lễ cứu chuộc nhân
Vậy cộng đoàn chúng ta hướng tâm về Đức Mẹ trong giây phút Chúa Giêsu từ đáng Đức Mẹ. Con đã ơn Mẹ nghèo mình đến đây vào trong kẻ dưỡng. Nó chẳng biết nghĩa Mẹ con ta là đi về. Con khuyên Mẹ chớ về, chớ ở lòng cùng kẻ khó thời trọng lam chi. Bây giờ Mẹ chẳng khác gì như con chiên ở giữa bầy sói rừng. Đã có con đeo mình vì tội thiên hạ, Mẹ hãy trở về, kẻo khi thấy con chịu chết thì càng thêm đau đớn hơn là nữa. Trong lòng con thì làm vậy, mà trong lòng Mẹ đã nên nhớ biển mặn khổ mọi đang. Thank you.
Thank you.
Thank you.